Đồ Cô Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ với cái mẫu ghế là hoa lan tây, và bàn thì cũng cùng dáng chân như vậy, rất là đồng bộ. Bàn này kích thước là loại 4 chân ở 4 góc, cực kỳ chắc chắn. Và chiều kích thước của bàn là ngang 90, dài 1m8 và cao 76, cả kính và sẽ là 77cm. Thì cái bàn này thì vừa được báo giá là, và bàn này là mặt liền, lại còn vân đẹp nữa. Thưa quý vị, bàn này là báo giá là 20 triệu cộng với chiếc cộng với 8 cái ghế thì mỗi cái ghế là 4,5 triệu. Tổng cộng cái phần ghế là 4832 là 36 triệu cộng với 20 triệu là 56 triệu bộ này. Một bàn 8 ghế bằng gỗ gõ đỏ. Hàng thì rất là trau chuốt, cẩn thận. Đây các cái ghế đây. Cái ghế này chân của nó là từ 7,5 đến 8 phân, rất lớn. Chứ còn nếu sang cái ghế này, sang cái ghế chân mập này thì nó chỉ là 3 triệu một chiếc ghế thôi. Đây là ghế hoa lan tây, 4,5 triệu một chiếc. Và quý vị để ý thấy là do cái bàn chân, cái bàn này được tính rất khéo, vừa xinh, là mỗi một bên sẽ để được 3 ghế để sát vào luôn. Cho nên là cái bộ này trông khi bỏ ra thì hoành tráng, nhưng mà lúc dùng xong mà xếp gọn lại thì với 2 ghế nó áp sát vào mặt bàn đây, cho nên rất là gọn gàng. Còn những cái bếp mà nó không lớn lắm thì chúng ta vẫn dùng được cái bộ này. Và thưa quý vị, là ngoài cái bộ này ra thì ở trong cửa hàng Đồ Gỗ Đức Hiền là vẫn đang còn tràn ngập các loại ghế ăn khác. Chúng tôi là thậm chí có đến mấy trăm chiếc ghế ăn luôn. Đây, quý vị nhìn đây, trên này đầy đây. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 4 phía sau của Đồ Gỗ Đức Hiền. Tôi lại đang có điện thoại rồi, xin tạm biệt quý vị tại đây.